Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, Shalom, xin thân ái kính chào thầy Nguyên bà chị em ở trong tình thương Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa, buổi sáng nay chúng ta được đến với nhau để chúng ta thờ phượng Chúa. Và tôi xin gửi lời chào thân ái đến hết thảy quý ông bà chị em con cái Chúa chúng ta đang theo dõi chương trình thờ phượng Chúa của Thánh của tuần tema của chúng tôi qua internet. Xin chúc ban phước lành cho chúng ta một buổi sáng tốt lành ở trong danh Đức Chúa Jesus. Dạ, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang sống trong những tuần lễ rất là nóng của thế giới. Theo như chúng ta là những người quan tâm đến tin tức thời sự thì chúng ta biết rằng là bây giờ đã trải qua hơn 2 tuần lễ của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và thế giới họ đang rất là lo lắng cho cái tình chiến sự này. Chúng ta là những người con dấu của Chúa, chúng ta cũng là những người quan tâm đến sự hòa bình và trật tự của thế giới, và chúng ta cũng đóng góp một phần lời cầu nguyện của chúng ta cho thế giới của chúng ta được bình yên, được no ấm, hạnh phúc. Đó cũng là một cái nguyện vọng rất là chính đáng của nhiều người dân trên thế giới. Amen không ạ? Dạ, Chúa Giêsu ngài nói với chúng ta rằng là các ngươi là muôn cái đất và là ánh sáng của thế gian này. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của chúng ta là con cái Chúa ở trên thế gian này rất là lớn. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ lay động cánh tay của Chúa để can thiệp, và ngài cũng sẽ ban bình an cho mọi người ở trên đất này qua danh của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tối hôm qua thì có một người nhắn tin cho tôi, nói rằng là mục sư ơi, chúng ta cần phải tỉnh thức để cầu nguyện, bởi vì tôi quan sát và tôi thấy có những cái dấu hiệu mà Chúa ngài sắp sửa tái lâm. Và người này là người Mỹ, nhắn tin cho tôi bằng tiếng Anh và nói rằng là hiện tại đó thì bây giờ cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đang đi đến cái hồi đó là họ sẽ chuẩn bị ký một cái hòa ước. Và cái hòa ước này có thể là kéo dài mấy năm hoặc là 7 năm theo như điều mà Kinh Thánh có viết cho chúng ta về một cái thỏa thuận hòa bình trên thế giới. Và nếu mà điều đó nó thật sự đúng như vậy đó thưa quý mài chị em, thì chúng ta nên vui hay buồn ạ? Dạ vui chứ đúng không ạ? Dạ vui, bởi vì sao ạ? Thứ nhất đó là thế giới được hòa bình. Thứ hai đó là trước khi mà Antichrist xuất hiện thì chúng ta là thánh của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ngài và đón về trời. Đối với người thế gian thì người ta rất là sợ cái sự hiện diện của Antichrist ở trên đất này và 7 năm đại nạn. Nhưng mà là thánh của Chúa thì chúng ta nên vui mừng, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và ngài sẽ không để cho chúng ta là những người yêu dấu của Chúa phải trải qua 7 năm đại nạn đó. Và tất cả chúng ta đang rất là nô nức để chúng ta chờ đón ngày mà Chúa trở lại. Đối với người thế gian thì tận thế đó là một cái sự kết thúc và vĩnh biệt. Nhưng mà đối với con cái Chúa thì chúng ta biết rằng tận thế đó là cái lúc mà chúng ta sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới ở trong thiên quốc, và chúng ta sẽ được đoàn tụ với đại gia đình của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng. Amen. Và cảm ơn Chúa, đó là một cái giây phút rất là phước hạnh và viên mãn mà Chúa Giêsu sẽ ban cho tôi và chúng ta ở trong một ngày không xa. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một sứ điệp là trở thành người canh giữ anh em mình. Tôi xin trân trọng kính mời Hội Thánh cùng mở ra với tôi ở trong sách Sáng Ký. Và sách Sáng Ký đoạn thứ 4, câu 4 cho đến, Sáng Ký đoạn thứ 4, từ câu 3 cho đến câu thứ 12. Tôi xin được đọc lời của Chúa. Và tôi xin đọc từ câu 1 luôn ạ. Từ câu 1 cho đến câu 12. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sanh cơ in và nói rằng, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cái ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, than ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuật lại cùng Abel là em mình. Và khi hai người đưa ngắm ngoài đồng, thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng, Abel, em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của báu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta.
Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa, ngươi sẽ lưu lạc và trộn cảnh trên mặt đất. Lạy Chúa, giờ phút này chúng con cùng nhau lắng nghe lời của Ngài, và con xin mời Chúa Ngài hiện diện ở trong thời giờ này, là thời giờ mà Chúa Ngài phán với chúng con qua lời của Chúa. Xin Chúa Ngài tẩy sạch chúng con và mở lòng, mở mắt thuộc linh của chúng con, để chúng con có thể nghe và thấy những sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Nguyện Chúa được tôn cao, được vinh hiển trong thời giờ này, và chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy được cái câu chuyện thú vị mà chị em, đó là sau khi mà Adam và Eva, cả hai vợ chồng bị đuổi ra khỏi vườn Eden bởi vì cớ họ phạm tội nghịch cùng với Đức Chúa Trời, thì họ đang ở với nhau và sanh ra hai người con, người anh tên là Cain và người em tên là Abel. Và hai anh em này họ là những người có những cái nghề nghiệp khác nhau. Abel thì làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cả hai anh em này đều cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể nói ví von rằng là họ là những tín đồ chung mộ thánh với nhau, đúng không ạ? Dạ, bởi vì họ cùng nhau dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và trong câu 3 thì Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, còn Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Nhưng mà cái kết quả khác nhau, đó là sau khi thờ phượng thì Đức Giê-hô-va chỉ đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng mà chẳng đoái đến Cain. Và chúng ta thấy được cái điều này nó dẫn đến một cái hậu quả, đó là Cain không vui. Có bao nhiêu người trong số anh chị em cảm thấy không vui khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự phước hạnh, cái sự đáp lời của Chúa ở trên anh chị em tín đồ cùng hội thánh của chúng ta? Có bao nhiêu anh chị em chúng ta cảm thấy vui khi mà Chúa ban phước cho một ai đó sau khi họ thờ phượng Chúa chung một bộ nhóm với chúng ta, anh chị em? Ở đây Cain không vui khi mà thấy Abel là em của mình được phước quá, sau khi thờ phượng Chúa xong lại được Chúa cái giảm lời. Anh chị em ơi, chúng ta học được một cái câu chuyện, một cái lẽ thật ở đây vô cùng quan trọng, đó là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Cho dù Chúa Ngài có nhận lời cầu xin của chúng ta trước hay là sau, thì chúng ta cũng hãy tin cậy Chúa và đừng bao giờ ganh tị và ghen ghét anh em chị em của mình. Amen. Ở đây Chúa nói rằng là cớ sao mà ngươi giận như vậy, cớ sao nét mặt của ngươi gầm xuống như vậy, nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Vậy thì Chúa thấy rằng sau khi thờ phượng Chúa và dâng tế lễ cho Chúa mà Chúa không nhận lời, thì cái nét mặt của Cain đã gầm xuống. Ông đã biến sắc và ông không còn là một người tự do ở trong thuộc linh của ông để có thể vui mừng và tiếp tục bước đi theo Chúa nữa. Và bây giờ thì cái điều mà Chúa Ngài nói với Cain đó là tội lỗi rình đời trước cửa và thèm ngươi lắm, nhưng mà ngươi phải quản trị nó. Vậy thì Chúa thấy rằng là một cái người mà thuộc về Chúa đó, thì người đó sẽ có cái quyền để quản trị tội lỗi. Yeah, chúng ta có quyền ở trên cái sự cám dỗ thưa quý bà chị em. Và Chúa Ngài nói với Cain rằng là ngươi phải quản trị điều này, đừng có để cho nó nuốt ngươi, bởi vì nó thèm ngươi lắm. Thưa quý bà chị em, như vậy thì khi chúng ta có một cái điều gì đó mà không vui trong lòng, thì anh chị em ơi, hãy dâng điều đó cho Chúa và hãy quản trị nó, đừng để cho nó lớn lên và nó khiến cho chúng ta trở thành một con người khác. Phaolô có nói ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 rằng là đương cơn giận thì chớ phạm tội, và đừng để cho ma quỷ nó nhân dịp. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó có thể nhân dịp trong lúc mà con người của chúng ta nóng giận và mất kiểm soát. Và khi hai người đưa nó về đồng, thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Dẫu Chúa nói như vậy, nhưng mà Cain đã quyết định trong lòng rằng là mình phải loại trừ Abel là em của mình. Và khi mà đã giết em của mình là Abel rồi, thì Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng là Abel, em ngươi ở đâu? Có ai cho tôi xin một cái chai nước không ạ? Dạ, cảm ơn. Thưa quý bà chị em, tôi đọc đến đây và tôi thắc mắc với cái câu hỏi này của Chúa. Tôi thắc mắc rằng là Chúa ơi, Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết được tất cả mọi sự mọi người, đúng không ạ? Tại sao mà Chúa lại hỏi với câu hỏi rằng là Abel, em nghe đâu? Lẽ nào Chúa không biết sao? Chúa không biết cái chuyện vừa rồi xảy ra sao? Thưa quý bà chị em. Và Chúa Ngài đợi cho Cain trả lời. Cain đã trả lời thế nào ạ? Thưa rằng tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Ở đây qua câu trả lời của Cain, chúng ta hiểu được cái ý của Chúa Ngài hỏi ở trong câu hỏi này. Đó là Chúa Ngài muốn hỏi rằng là Abel, em của ngươi đang ở đâu trong tấm lòng và đời sống của ngươi?
Amen, em của ngươi đó đang ở đâu, ở trong đời sống của ngươi vậy? Và Cain đã nói rằng là thưa Chúa con không biết, tôi há là người giữ em tôi sao? Và ở đây Cain đã nói rằng là tôi phải giữ và chịu trách nhiệm cho đời sống của em tôi sao? Chúa ngài mong muốn cho Cain phải trở thành một người quan tâm, một người biết cầu thay, một người phải biết yêu thương em của mình. Thưa quý mài cho em, Chúa mong muốn cho tôi và chúng ta cũng hãy là người canh giữ những anh em, chị em và những người thân cận xung quanh chúng ta. Thưa quý mài cho em, hãy là người cầu thay, hãy là người yêu thương, hãy là một người biết quan tâm đến cái tình trạng thuộc linh của những người xung quanh chúng ta mà Chúa đặt để. Cho dẫu rằng Cain không phải là một người có cái thuộc linh để cho Chúa này có thể nhận lấy cái của lễ trong khi mà ông dâng lên Chúa, nhưng mà dẫu vậy thì Chúa ngài vẫn mong muốn rằng là Cain phải là cái người yêu thương em của mình. Vậy thì chúng thấy rằng là cho dẫu Cain không phải là một người dâng của tế lễ đúng đắn trước mặt Chúa, nhưng mà trong tấm lòng của Chúa ngài vẫn có một cái trách nhiệm, ngài vẫn có một cái sự mong đợi từ Cain rằng là ông phải là một người yêu thương em của mình. Và ở trong sách Giăng nhất đoạn thứ 4 câu thứ 20, tôi xin đọc từ câu 19: chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là người, thì là kẻ nói dối. Vì cái nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Ở đây sứ đồ Giăng, ông là một sứ đồ của tình yêu thương. Ông nói rằng là nếu mà ai đó yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em của mình. Bởi vì yêu Đức Chúa Trời là một cái điều nó khó hơn là yêu anh em của mình nữa. Tại vì anh em mình là người mà mình có thể thấy được, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta không thấy được. Vậy thì nếu mà chúng ta không thể yêu được cái người mình thấy thì làm sao chúng ta có thể yêu được đấng mà chúng ta không nhìn thấy? Và nếu mà chúng ta là người yêu Đức Chúa Trời không nhìn thấy được thì chúng ta cũng phải yêu anh em mình là những người mình có thể nhìn thấy được. Anh chị em ơi, chúng ta buổi sáng nay tôi cảm ơn Chúa đã chia sẻ cho anh chị em điều này, để chúng ta sẽ có thể yêu thương gia đình của chúng ta, vợ chồng, con cái trong gia đình của chúng ta. Hãy là người thầy tế lễ để chúng ta dâng họ lên cho Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Có thể buổi sáng nay Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng là vợ con đang ở đâu, chồng con đang ở đâu, các con trai con gái của con đang ở đâu, cái người bạn thân cùng thờ phượng Chúa chung hội thánh với con trước đây á, bây giờ người đó đang ở đâu. Và mỗi người chúng ta hãy là người yêu thương và cầu nguyện cho họ. Dẫu rằng Cain không phải là một người dân của tế lễ đúng đắn trước mặt Chúa, nhưng mà Cain phải cầu nguyện cho em của mình. Và chúng ta thấy được trong Kinh Thánh có rất là nhiều thánh đồ, thậm chí là tổ phụ đức tin của chúng ta là Abraham cũng là một người cầu thay cho những người có tội nữa. Chúng ta xem ở trong Sáng Ký đoạn thứ 18, chúng ta thấy rằng là khi mà Chúa ngài quyết định hủy diệt Sodom và Gomorrah, vốn là hai thành phố đầy tội lỗi, thì Abraham đã quỳ gối trước mặt Chúa và ông cầu nguyện cầu thay cho dân Sodom. Tôi sẽ đọc ở trong câu số 22: vậy các đấng đó bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì có 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến nỗi kể người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Ở đây Chúa thấy được Abraham, ông đã cầu nguyện với Chúa. Ông đã nói với Chúa là: Chúa ơi, nếu có 50 người công bình đó thì Chúa xin hãy tha thứ cho thành đó. Và sau đó thì Chúa không tìm thấy được 50 người. Abraham lại thưa rằng là: Tôi đây vốn là tro bụi, xong tôi cũng dám cả gan thưa cùng với Chúa rằng là nếu mà rủi có thiếu 5 người đó thì vì cớ tình thương của 45 người đó, xin Chúa ngài cũng xí xóa cho. Và thế là ông trả giá từ 45 rồi xuống 40 người, rồi 30 người, rồi đến 20 người, và cuối cùng đó là 10 người. Nhưng mà trong cả thành cũng không có đủ 10 người công bình nữa, thưa quý bài chị. Và thế là Chúa đã quyết định hủy diệt cả cái thành phố đó. Và chúng ta biết rằng cái kết quả của lời cầu thay của Abraham vô cùng đặc biệt. Ở trong đoạn 19 câu số 15:
Đến sáng hai thiên sứ hối lót và phán rằng hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi ra khỏi đây, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Nhưng Lót lần nữa vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Lời cầu nguyện của Abraham đầy quyền năng thưa quý mài chị em. Ông đã cầu nguyện cho Lót, cho gia đình của Lót và cho cả thành phố đó. Nhưng bởi vì có cả thành phố họ không ăn năn, chỉ có gia đình của Lót là công chính. Cho nên Chúa ngài vì cớ lời cầu nguyện của Abraham, Chúa đã thương xót Lót. Cho dẫu rằng Lót vẫn còn lần lửa, Lót vẫn còn lưu luyến với cái nơi đó. Nhưng mà thiên sứ của Chúa thì nắm tay kéo Lót ra khỏi thành cùng với vợ và hai con. Anh chị em ơi, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Hãy cầu nguyện cho gia đình của chúng ta. Nếu gia đình của chúng ta có người vẫn còn chưa tin Chúa, hãy tiếp tục cầu thay cho họ thưa quý mời chị em. Đừng bỏ mặc họ. Hãy tiếp tục kiên trì bên lòng mà cầu nguyện. Bởi vì chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta có một sức mạnh rất là đáng kể. Và trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có uy quyền để chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cho người thân yêu của chúng ta. Và nhất là những tín đồ nào mà chúng ta thấy rằng họ đã lui đi hoặc là họ không còn nhóm lại ở trong những ngày này, thì chúng ta hãy trỗi dậy và cầu nguyện cho họ. Tại sao cái điều này đến với tôi? Đó là tối hôm qua Chúa ngài đặt để sứ điệp này trong lòng của tôi và Chúa nói với tôi rằng: con biết không, trong những ngày sâu rốt này thì cái điều mà nó rất là xa xỉ đối với thế gian này không phải là xăng, không phải là dầu nhớt, nhưng mà đó chính là tình yêu thương. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 lời của Chúa nói thế này, câu số 10: khi ấy cũng sẽ có nhiều kẻ xa vào trước cám dỗ phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Câu 12: lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Và Chúa cho tôi thấy được rằng là trong những ngày sau rốt này, trước cái ngày mà Chúa Jesus Christ trở lại và Antichrist xuất hiện, trước khi mà 7 năm nàng sẽ đến ở trên thế giới này, thì tấm lòng của nhiều người sẽ bị nguội lần ở trong sự yêu thương. Và thậm chí rằng là anh em, chị em trong Chúa cũng có bị cám dỗ và đôi khi cũng có sự phản nghịch nhau và ghen ghét nhau nữa anh chị em. Và đó là lý do tại sao mà Chúa đặt để cái sứ điệp này trong lòng của tôi, để chúng ta sẽ suy gẫm ở trước mặt Chúa. A bên của chúng ta ngày hôm nay đó là ai? A bên của tôi có thể là gia đình của tôi, có thể là người đã từng nói xấu tôi, người có thể đã từng làm tổn thương tôi trước đây, nhưng mà tôi vẫn phải cầu nguyện cho người đó. Và khi nãy chúng ta cũng đã nghe một sư Quỳnh Lâm Bửu chia sẻ về những nhu cầu, những gánh nặng mà hội thánh của Chúa đang phải trải qua, đang phải đối diện ở trong những ngày này. Chúng ta tạm thời gác bỏ những cái chuyện ở ngoài thế giới kia đi và chúng ta hãy nhìn vào trong nhà của Chúa tại đây. Chúa thấy rằng là còn rất là nhiều việc ngổn ngang mà Chúa ngài mong muốn cho tôi và chúng ta. Người thì góp công, người thì góp của, người thì góp thêm lời cầu nguyện. Anh chị em sẽ đóng góp phần gì? Đó là điều mà Chúa ngài nhìn thấy tấm lòng của anh chị em. Hãy là một người yêu thương và biết quan tâm đến nhu cầu của nhau. Hãy thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa chung thưa quý mài chị em. Tôi biết rằng tôi tới của Chúa rất là nhiều việc để phải lo lắng, để gánh vác trong nhà của Chúa. Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho tôi tới của Chúa. Hãy thêm lời cầu nguyện cho Thánh Lộc Hưng để công trình được hoàn tất và không phải thiếu bất cứ một món nợ nào cả. Hầu cho chúng ta chỉ mắc nợ nhau về tình yêu thương mà thôi. Amen. Chúa Giêsu ngài đã nói rằng là khi mà con người đến thì há sẽ thấy tin trên mặt đất chăng? Và Phaolô cũng nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 rằng: nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự chống cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Vậy thì chúng ta là những người có đức tin nơi Chúa, khi mà Chúa trở lại thì ngài cũng mong muốn rằng là không những chỉ thấy có đức tin ở trong đời sống của chúng ta mà thôi, nhưng mà ngài cũng mong muốn nhìn thấy tình yêu thương trong đời sống của chúng ta. Bởi vì tình yêu thương thì quan trọng hơn cả đức tin nữa quý mài chị. Vậy thì khi mà Chúa Giêsu ngài trở lại thì ngài há sẽ thấy đức tin và tình yêu thương ở trong đất nước trắng. Và điều này đã đụng chạm lòng của tôi trong những ngày này, đó là chúng ta hãy yêu thương nhau. Mà khi mà Tân Ước đề cập đến tình yêu thương thì dùng cái từ Hy Lạp đó là agape. Agape đó là một tình yêu thương mặc dầu, một tình yêu thương vô điều kiện. Tình yêu thương này nó lạ lắm ông bà chị em. Đó là cho dẫu con người của chúng ta không xứng đáng, nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta bằng tình yêu này. Và Chúa mong muốn rằng tôi và chúng ta cũng hãy yêu thương nhau bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa.
Như Abraham, ông đã yêu thương Lot là cháu của mình. Dẫu rằng Lot là một người đã bước đi theo xác thịt, ông đã chọn lựa cái phần mà mắt ông thấy, ông chọn cái chỗ tội lỗi. Mà đúng ra đó thì Abraham không cầu nguyện cho Lot, cháu của mình cũng không có gì là sai cả, bởi vì ông đã, Lot đã chọn cái phần đó. Nhưng mà Lot, nhưng mà Abraham là một cái điều gì đó rất là đặc biệt ở trong lòng Abraham. Và Abraham đã quỳ gối, ông đã cầu nguyện và xin Chúa ngài thương xót và cứu Lot, cháu của mình. Anh chị em ơi, chúng ta hãy yêu thương nhau và cầu nguyện cho nhau, thể hiện qua sự cầu nguyện cầu thay cho nhau. Tôi mong ước rằng quý hội thánh và quý con cây Chúa chúng ta đang theo dõi chương trình này từ xa, thì ông bà anh chị em chúng ta hãy góp phần cầu nguyện cho chúng tôi, những mục sư tổng quản nhiệm cũng như các mục sư trong thánh ngũ tuần Rema, để chúng tôi có ơn và sức của Chúa ban cho để tiếp tục phục vụ Chúa và phục vụ thánh của Chúa cho đến ngày mà Chúa Jesus Christ ngài trở lại. Chúng tôi rất là cần có lời cầu nguyện của ông bà anh chị em, bởi vì nếu thiếu lời cầu nguyện của ông bà anh chị em, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể nào có thể hoàn tất một cách xuất sắc cái công việc mà Chúa giao phó được. Và chính nhờ lời cầu nguyện của ông bà anh chị em sẽ thêm lên sức mạnh và thêm lên đức tin cho chúng tôi rất là nhiều. Ngay cả sứ đồ Phaolô, ông cũng đã nói thế này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu thứ 11 rằng: chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Một sứ đồ nổi tiếng đầy ơn và quyền năng như vậy đó, nhưng mà ông cũng cần có lời cầu nguyện của hết thảy thánh đồ. Và khi mà càng có nhiều người cầu nguyện như vậy thì sứ đồ Phaolô càng được ơn hơn, thưa quý mài chàng. Và trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 cho đến 20, sứ đồ Gia Cơ đã nói thế này về sự cầu nguyện cầu thay cho nhau: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Vậy thì khi mà người công bình biết quan tâm đến nhau và cầu nguyện cho nhau, thì cái quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Người có bệnh được chữa lành bệnh, nếu có tội lỗi thì Chúa cũng sẽ tha thứ tội lỗi cho người đó. Và khi chúng ta sốt sắng, chúng ta cầu nguyện cho nhau ở trong đức tin nơi danh Chúa Jesus Christ, thì quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa, trong đợt dịch vừa qua chúng ta thấy được có rất là nhiều người trong và ngoài thánh cũng đã được Chúa ngài thăm viếng, được Chúa chữa lành khỏi Covid-19. Và khi chúng ta quan tâm đến nhau, cầu nguyện cho nhau thì Chúa rất là tuyệt vời, thưa quý mài chị em. Khi mà nói về dịch Covid-19 này thì chúng ta thấy được đây là một cái vấn nạn của thế giới nói chung, chứ không phải chỉ là Việt Nam của chúng ta mà thôi. Tại sao mà dịch Covid này lây lan dữ dội như vậy? Thì theo các nhà khoa học thì họ nói rằng là vì có những người họ bị dương tính với Covid-19 nhưng mà không có bất cứ một triệu chứng nào hết, thậm chí test cũng không ra luôn, nhưng mà người đó có virus. Và khi mà cái người mà bị dương tính mà không có triệu chứng gì hết đó, thì người đó lại lây cho những người khác. Đó là lý do tại sao mà có nhiều quốc gia họ không thể nào chặn đứng được hết, bởi vì người ta chỉ tập trung vào trong triệu chứng bên ngoài mà không có, có biết được rõ bên trong người kia như thế nào hết. Khi mà thấy ai ho hoặc là khi thấy ai mệt mệt là mình nghĩ rằng là đó là Covid, nhưng mà thực ra nó không đúng. Có những người họ rất là khỏe mạnh, không có triệu chứng gì hết, không mệt mỏi gì hết, nhưng mà lại là Covid-19. Cho nên tôi thấy rằng là đây là một cái vấn nạn của thế giới. Và chúng ta cũng đừng có kỳ thị đối với lại những anh chị em con cây Chúa mà lỡ mà họ có ho hoặc là mệt đó, chúng ta nghĩ rằng họ chắc là Covid-19, mình tránh xa họ. Bởi vì có thể là chưa chắc đâu, có thể là chưa chắc đâu anh chị em. Cái điều mà chúng ta luôn quan tâm và cầu nguyện cho nhau đó là chúng ta xin Chúa ngài bao phủ huyết của ngài, quyền năng chữa lành của ngài trên đời sống của chúng ta, trên gia đình của chúng ta và cho chính chúng ta nữa, thưa quý mài chị em. Tôi đọc lời của Chúa trong sách Giăng Nhất đoạn 3 câu 12 như thế này: chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Câu 14 và câu 15: chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Ở đây sứ đồ Giăng lại nhắc lại cái câu chuyện của Ca-in và A-bên. Đó là Ca-in đã thuộc về ma quỷ, bởi vì ông đã cưu mang cái điều tội lỗi đó. Chúa đã nhắc nhưng mà ông đã không chịu lắng nghe và ông đã làm tròn cái điều ham muốn với xác thịt. Và ông đã phạm tội với Chúa, phạm tội giết người ở trước mặt Chúa. Chúng ta thấy được cái điều này đó, nó có một cái sự dạy dỗ. Đó là khi mà chúng ta đối diện với sự cám dỗ thì chúng ta cần phải làm chết nó đi và đừng để cho nó lớn lên ở trong lòng của chúng ta anh chị em. Ở trong Galati đoạn số 5,
câu thứ 16. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên em không làm được điều mình muốn làm. Có một số người họ đọc cái chỗ Dân Nhất đoạn 3 câu số 12 và câu 14, 15 như thế này. Thì họ nói rằng là đó, anh em đã phạm tội giết người đó, bởi vì anh em đã không yêu thương anh em của mình. Những anh chị em ơi, chúng ta cần phải đọc lời của sứ đồ Phaolô đây. Ông nói rằng là hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều muốn xác thịt. Cái làm tròn tức là có một cái sự đeo đuổi và tham muốn làm cho đến cuối cùng. Chứ không phải rằng là chúng ta bị cám dỗ rồi chúng ta sau đó ăn năn và chúng ta từ bỏ nó, là cái điều đó nó khác. Vậy thì khi mà chúng ta bị cám dỗ trong cái việc ghen ghét hoặc là chúng ta cay đắng anh em của mình, thì chúng ta hãy ăn năn tội lỗi để chúng ta không có làm tròn những cái điều ưa muốn của xác thịt. Xác thịt này nó đầy dẫy những cái tội lỗi, thưa quý mà anh chị em. Xác thịt này nếu không có lời của Chúa và không có quyền năng Thánh Linh của Chúa thì nó luôn sản sinh ra những bông trái của tội lỗi. Bên trong mỗi người chúng ta đều có những cái con thú chúng ta cần phải giết nó mỗi ngày, thưa quý mà anh chị em. Con thú của sự cay đắng, con thú của sự buông giận, con thú của những sự giết người và cay đắng khác. Xin Chúa ngày cho chúng ta cảy ơn của Chúa để trong những ngày cứu rốt này chúng ta đóng đinh xác thịt của chúng ta mỗi ngày với Chúa. Như Phaolô đã từng nói rằng là tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ để tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng bèn là Đấng Christ sống ở trong tôi. Xin Chúa ngày cho chúng ta có thể bước đi trong Thánh Linh của Chúa. Thánh Linh của Chúa thì mong muốn cho tôi và chúng ta có bông trái của tình yêu thương, bông trái của sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Cảm ơn Chúa. Và sứ đồ Phaolô cũng nói tiếp, ở trong những ngày sau rốt này sẽ có những thời kỳ khó khăn. Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 1 cho câu thứ 5. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xuất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những cái thế còn hãy lánh xa đi. Thưa quý bà chị em, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là trong những ngày sau rốt này sẽ có những thời kỳ khó khăn. Khó khăn như thế nào ạ? Người ta đều ích kỷ, người ta đều tham tiền, người ta đều sống theo cái tô dục vọng của họ. Và có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải tránh xa đi, thưa quý bà chị em. Và tình yêu thương sẽ là một trong những liều thuốc vô cùng quan trọng mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh của Chúa trong những ngày sau rốt này. Khi chúng ta bước đi trong tình yêu thương thì chúng ta sẽ không bao giờ bị thất bại cả. Khi chúng ta bước đi trong tình yêu thương thì chúng ta sẽ tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa cho đến lúc mà Ngài đến. Amen không ạ? Khi chúng ta có tình yêu thương của Chúa trong lòng của chúng ta rồi thì chúng ta mới có một cái sức mạnh, có một cái sự thôi thúc để chúng ta rao giảng tin lành của Chúa. Và chúng ta biết rằng là cái sự chiến tranh loạn lạc thế giới này chỉ là cái sự khởi đầu về sự tai họa mà thôi. Nhưng mà cái sự cuối cùng đó quý mài cho em, sự cuối cùng sẽ đến khi mà tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất. Vậy thì trong khi mà thế giới chúng ta gặp những cái chiến tranh, những cái loạn lạc, dịch bệnh, đói kém, động đất, thiên tai, như là Chúa Giêsu Ngài đã từng nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, thì chúng ta là thánh của Chúa, hãy tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi có một cái nhìn đó là trong khi mà thế giới đang hỗn loạn như vậy đó, thì hội thánh của Chúa sẽ tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa. Cho đến khi mà tin lành của Chúa chạm đến được cái người cuối cùng ở trên thế giới này được nghe về tin lành của Chúa, thì lúc đó Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại để kết thúc mọi sự. Cảm ơn Chúa, cho dù hiện tại có một số hội thánh không còn nhóm lại bởi vì có dịch Covid-19 do sự lây lan rất là nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhóm thờ phượng Chúa online ở trên Facebook, và lời của Chúa cũng được rao giảng ra khắp mọi nơi. Và dịch Covid nó dường như là một cái liều thuốc thử của đức tin của nhiều người. Nó vừa là một cái cơ hội để cho nhiều người được nghe tin lành của Chúa và được ăn năn trở lại với Chúa. Nhưng đồng thời bên cạnh đó cũng có một số người họ cũng đã không có thể nhóm tập trung được và họ cũng lui đi. Điều đó cũng có. Nhưng mà cái số lượng người tin Chúa trong những ngày dịch vừa qua rất là nhiều, thưa quý mài chè. Rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng là một trong những cái điều mầu nhiệm của Chúa đó là trong đời của Đô-ê và trong đời của Lót, là hai nhân vật mà Chúa Giêsu Ngài có nhắc đến ở trong Luca đoạn 18 khi mà Chúa Ngài nói về cái sự tái lâm của Chúa đó. Thì chúng ta biết rằng là cả trong đời của hai người này đều có cái đại họa. Một là đại họa đại hồng thủy và một là đại họa của mưa lửa và diêm xanh. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là trong đời Noe
Noe đã vừa đóng tàu vừa rao giảng tin lành của Chúa, nhưng mà không có ai tin Chúa hết. Thì cái trận đại hồng thủy đó mới đến. Trong 100 năm đó là thời gian ân điển. Và trong 100 năm đó chỉ có 8 người trong gia đình của Noe được cứu thôi. Đến thời của Lót thì Abraham cũng cầu xin Chúa ngài cho có một người công bình ở trong thành đó để thay đổi cái sự tai vạ đó. Nhưng mà cũng không có người nào hết. Cho nên cái tai vạ đó mới đến. Đây cũng là điều mà Chúa ngài đặt để trong lòng của tôi. Đó chính là chúng ta hãy tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa, anh chị em. Nếu có một người tin Chúa ở trong những ngày này và trong ngày mai nữa, thì đó cũng sẽ là cái điều mà Chúa rất là vui, và ngài sẽ khiến cho cái tai vạ đó, anh chị em, nó sẽ lùi xa ra. Dạ. Còn cái ngày nào mà người ta đóng lòng lại và người ta không chịu ăn năn, không chịu tin Chúa nữa, thì có thể lắm cái ngày đó là ngày mà Chúa ngài sẽ trở lại để các hội thánh của Chúa, và mọi sự sẽ kết thúc. Thời gian ân điển sẽ kết thúc ở trên đất này. Bắt đầu thời kỳ của Antichrist và con của tội ác sẽ hiện ra. Anh chị em ơi, chúng ta hãy tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa. Nếu có một người nào đó tin Chúa trong những ngày này, điều đó rất là điều phước hạnh và vui mừng. Amen. Có thể thế giới họ quan tâm đến tình hình này kia, nhưng mà lòng thánh của Chúa, chúng ta hãy quan tâm đến những điều thuộc linh. Quan tâm đến những linh hồn hư mất xung quanh của chúng ta. Và hãy quan tâm đến Aben, em của chúng ta. Amen. Có thể lắm Chúa ngài đang chờ đợi Aben của chúng ta quay trở lại ăn năn tiếp nhận Chúa Giêsu ở trong những ngày này. Xin Chúa ban phước cho quý vị để chúng ta sẽ sống ở trong tình yêu thương của Chúa. Và Chúa nói rằng là đừng mắc nợ ai chết, hãy mắc nợ nhau về tình yêu thương mà thôi. Và chúng ta hãy sống ở trong tình yêu thương, anh chị em. Hãy nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau. Và tôi xin đọc 20 dấu hiệu để chúng ta thấy được rằng là khi nào mà một tấm lòng họ yếu đuối và nguội lạnh, họ không còn có một cái sự sống và nhiệt huyết ở trong Chúa nữa, thì chúng ta hãy quan tâm đến người đó và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện khích lệ người đó trở lại với Chúa. Dấu hiệu đầu tiên của một tâm hồn yếu đuối nguội lạnh đó là khi sự cầu nguyện không còn là một phần quan trọng trong đời sống của người đó, và người đó có một đời sống cầu nguyện chảy nải. Thứ hai đó là khi người đó không còn khao khát lời Chúa nữa và trở nên thỏa mãn với những hiểu biết mà người đó đã thu thập được. Thứ ba, khi những tư tưởng vĩnh cửu và giá trị thuộc linh đời đời không còn là điều quan trọng, không còn được nghĩ đến một cách thường xuyên nữa. Thứ tư, khi người đó từ bỏ qua tội lỗi của mình bằng cách bào chữa rằng Chúa biết tôi được dựng nên từ tro bụi và đó là con người yếu đuối của tôi, tâm thần thì buông lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Thứ năm, đó là khi những sự đối thoại về đời sống tâm linh khiến cho người đó cảm thấy khó chịu và lúng túng. Thứ sáu, khi những sự giải trí, thể thao và ăn chơi trở nên ưu tiên hàng đầu trong đời sống của người đó. Thứ bảy, khi người đó sống trong tội lỗi mà lương tâm không còn cảm thấy bị cắn rứt bởi Đức Thánh Linh nữa. Thứ tám, khi nguyện vọng sống trong sạch và thánh khiết giống như Đấng Christ không còn trong đời sống người đó. Thứ chín, khi việc tìm kiếm của cải, tiền bạc, vật chất, giàu sang và thịnh vượng của đời này hoàn toàn chiếm hữu tâm trí và đời sống của người đó. Thứ mười, khi bạn không còn cảm thấy đau buồn và khó chịu mỗi khi nghe đến danh Chúa Giêsu bị người khác nói phạm và những giá trị thuộc linh bị người đời mỉa mai. Đó là 10 cái dấu hiệu của một tâm linh đang yếu đuối và nguội lạnh. Và Chúa ngài cần có lời cầu nguyện của anh chị em. Nếu anh chị em quan sát và thấy trong gia đình của mình hoặc là người bạn thân của chúng ta có những dấu hiệu này, anh chị em ơi, đừng vội lên án họ. Hãy mặc lấy tấm lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho họ. Xin Chúa ngài đem người đó trở lại với lòng thương xót của Chúa và thay đổi người đó ở trong những ngày sau đó này, để đến ngày mà Chúa Jesus Christ trở lại thì tất cả chúng ta đều sẽ được đoàn tụ một cách đông đủ, đầy đủ ở trong thiên đàng của Chúa Giêsu. Amen. Dạ, xin mời quý vị cùng nhớ lên và chúng ta sẽ cầu nguyện trong thời gian này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.